Chiều 22 tháng 6, trong cơn mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Trong khi đó, một số nơi đã xuất hiện mưa đá. Ghi nhận lúc 15 giờ 30 phút, trên đường Tôn Ngọc Vân, đoạn gần đường dây xe lửa thuộc khu vực thành phố Thủ Đức, mưa ngập nhấn chìm cả một đoạn đường. Nhiều chỗ nước ngập qua yên xe máy, nhiều người phải dẫn bộ. Ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên dẫn đến mưa lớn. Về hiện tượng mưa đá. Ông Quyết phân tích do có những nhiễu động quy mô nhỏ trong gió Tây Nam tạo nên hội tụ ẩm hình thành mây đối lưu. Ngoài ra những ngày qua mưa nhiều độ ẩm cao và buổi sáng thì trời nắng nền nhiệt bề mặt đất bị đốt nóng làm cho khí quyển có xáo trộn mạnh. Từ đó mây bị đưa rất cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm nên những hạt mây ngưng kết thành hạt đá, tạo ra mưa đá. Cũng theo ông Quyết chỉ trong 30 phút lượng mưa đo được tại trạm Mạc Đình Chi, quận 1 là 23,2mm, thủ đức 46,4mm, Lê Minh Xuân Bình tránh 31,6 mm.